xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem clip của em nhé, Thì mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe mà rất là lồi đồng cuối đá luôn. Một mẫu xe rất là cổ các em nhé. Trước mặt đây anh chị và các bạn, đây là một chiếc Super Crown sản xuất năm 1989 các em nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội. Và với cái mẫu xe mà Super Crown này thì bên em đang chào bán với mức giá là 62 triệu đồng nha các bạn nhé. Anh chị và các bạn nào có nhu cầu thật sự mà muốn sở hữu cái mẫu xe cổ cổ này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089 hoặc 0962 567089 nhé. Thì để em tư vấn trực tiếp cái mẫu xe Super Crown này. Và sau đây em sẽ quay chi tiết nhất về sơn vỏ rồi là gầm bệ của chiếc Super Crown quá nhá. Chiếc này thì nó đi là rất là chắc chắn luôn các bạn, đầm và chắc. Thì cái mẫu xe Super Crown này thì đã được bên em sơn quê toàn bộ chiếc xe này các bạn nhá. Đấy, xe thì được trang bị 5 ghế lưng ngồi la răng sắt các bạn nhá. Đấy, một cái mẫu xe rất là cổ kính luôn. Anh chị và các bạn mà xem video của em lần đầu ấy, mà quan tâm những cái dòng xe phân khúc từ 60 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng thì hãy bấm nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ bên cạnh ấy. Và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Thì hôm nay thì bên em vừa mới gọi là sơn quay cái chiếc xe Super Crown xong, thì mới dọn dẹp xong thì em quay chi tiết nhất để cho anh chị và các bạn xem. Tổng thành về sơn vỏ bên ngoài thì em cam kết cho anh chị và các bạn nhé, là anh chị và các bạn mua chiếc Crown 1989 này là về chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi. Máy chiếc này cực kỳ chất luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần vặn nhẹ chìa khóa là nó đã nổ rồi. Đổ máy cực êm luôn nhé các bạn nhé. Lồi đồng cuối đá luôn. Một cái màu trắng rất là đẹp các bạn. Đấy, xe thì được trang bị la răng sắt ốp nhựa. Anh chị và các bạn mua thì em cũng tặng anh chị và các bạn một cái bộ la răng ốp nhựa các bạn nhé. Đấy, xe thì rất là vuông vắn luôn các bạn, cực kỳ vuông vắn luôn các bạn nhé. Đây các bạn, 1989 nhưng các bác nhìn này, đường chỉ của nó này thẳng tưng luôn nhé các bác nhé. Xe là không có bị đâm đụng tai nạn gì các bác nhé. Đấy, giá rất hợp lý thôi. Đây các bác nhìn này, em vừa rồi em cho sơn quay toàn bộ xe luôn. Chiếc này thì ra đường nó rất là nhìn, nó rất là cổ kính. Cái gương, cái đèn này nó vẫn đèn xịn nhá các bác nhé, đèn xịn theo xe luôn. Đấy, đèn xịn theo xe các bác nhé. Form căng đét các bác nhé, không bị đâm đụng nào cả. Đây, cái này của nó là vẫn nguyên bản các bạn, vẫn nguyên bản luôn. Biển Hà Nội các bác nhé, biển Hà Nội tên tư nhân. Đây, 62 triệu đồng thôi các bạn. Đấy, xe thì giá rất hợp lý, rất hợp lý cho chị và các bạn. Xe thì đã được lên cái cản lốc trước này. Mẫu Super Crown 1989. Lốp trước các bạn nhé, lốp trước là mới cứng luôn. Mới cứng các bạn. Lốp trước là mới cứng. Chiếc này thì gầm bệ cực kỳ chắc chắn nhé các bạn nhé. Cực kỳ chắc chắn luôn. Các bạn nhìn gầm luôn này. Nó là chạy cầu sau các bạn, cầu đẩy nhé. Cầu sau cực kỳ khỏe luôn. Đây các bạn nhìn gầm luôn này. Không có bị mục mọt hay gì cả các bạn nhé. Đấy, 1989 không có mục mọt gì luôn. Thì cái mẫu xe Super Crown này nó là bản thiếu ạ. Bản này nó là bản kính quay tay, nhưng mà đã được bác chủ nhân bác nâng độ lên là kính điện rồi. Kính điện toàn bộ xe rồi các bạn nhé. Đấy, keo chỉ của nó thì không còn đâu ạ. Keo chỉ trước này nó còn rất ít thôi, nó chỉ còn một tí ở dưới này thôi. Đấy, nó cũng rụng gần hết rồi. Đấy, vì nó rất là lâu rồi, 1989 đến giờ thì nó chung quy này, nếu mà chiếc này keo chỉ nó còn zin thì
còi vô lăng ba chấu các bác nhé. Đấy, vô lăng ba chấu. Đầu đài vẫn hát bình thường, không có cam lùi thôi các bạn. Trần đấy con ạ. Trần đây. Thôi nhá. Xe được trang bị 5 ghế ngồi. Chiếc này là nó là bản thiếu các bác nhá. Thường bản thiếu thì cái ghế da này của nó là vẫn là ghế da màu xanh các bạn. Kính quay tay. Cầm bệ rất là chắc chắn. Đi là rất là thích các bác nhá. Đi cực kỳ sướng luôn. Và đây là hàng ghế thứ 5 các bạn này. Hàng ghế thứ 5. Rất là sạch sẽ rồi. Bên em đã cho dọn rửa dọn rồi, là dọn nội thất cực kỳ sạch sẽ luôn. Nói chung đồ đoàn chiếc này nó cũng có kệ là xe cứng thôi nhá. Cao chỉ của nó thì thật sự ra với các bác là 1989 bây giờ là nó không còn cao chỉ đâu. Nó dụng cũng vãn vãn rồi. Đấy. Xe thì là rất gọn nhưng mà không có đâm đụng, không tai nạn gì các bác nhá. Đấy. Form dáng rất là cổ kính thôi. Đây, cản đằng sau là vẫn là cản lốc rồi. Đã được bác chủ nhân bác lên cản lốc các bác ạ. Đấy, cản lốc rồi. Rất là đẹp luôn. Form nó nhìn nó vuông vuông. Đấy, chữ Toyota Crown các bác nhá, biển Hà Nội tên tư nhân. Giá chỉ có 62 triệu đồng thôi các bác. Đấy. Các bác nhìn này, nó rất là vuông vắn luôn nhá các bác nhá, không có bị đâm đụng gì các bác nhá. Đấy. Cực kỳ vuông vắn luôn. Đấy. Còn cao chỉ trước này thì em không cam kết là còn đến bao nhiêu phần trăm cả, nó cũng dụng vãn vãn rồi, dụng hết rồi. Đấy. Xe thì 1989 đây, cái đèn sau này. Đèn sau là vẫn còn nguyên bản nhá, chưa bị dập vỡ các bác nhá. Đấy. Chưa bị dập vỡ gì luôn. Thì cái chiếc này thì đi nó nhìn nó cổ kính rồi các bác nhá. Các bác nhìn gầm bệ của nó sắc xi của nó. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Rất là ok. Lốp là lúc trước là rất là mới. Tapi thì xe đã được nâng kính chỉnh điện rồi các bác nhé. Đã được lên kính điện rồi các bác ạ. Kính điện rồi nào. Đây qua em cho gắn cái keo này. Đấy. Để cho nó giữ lại cái này. Đấy. Kính điện thôi các bác nhé. Keo chỉ thì còn trắng còn gì đâu, còn nhẵn nhụi nhụi luôn. Nhẵn như đầu cá chê luôn đúng không nhé. Đấy, chọc lóc luôn. Đây. Chiếc này thì nó cũng giá cũng hợp lý thôi. 62 triệu đồng mà xe là cũng còn nguyên bản đến tầm 80% thôi nhé. Đấy. Đây, toàn bộ những cái tay này của nó là tay nguyên bản thôi nhé. Bốn cái tay cửa này vẫn còn nguyên bản của theo xe hết thôi nhé. Đấy, vẫn là bằng nó, cái này nó bằng inox các bạn. Bằng lốc thôi các bạn. Đây. Nhìn rất là chắc chắn. 62 triệu đồng thôi. Đây các bác nhá. Loa đài hát số má là côn số nhẹ nhàng các bác nhá, côn số nhẹ nhàng. Đấy. La răng thì vẫn là la răng sắt. Hai của lốp trước là hai của lốp mới này. Đấy. La răng sắt các bác nhá. Đây em sẽ mở cái khoang động cơ cho anh chị và các bạn xem cái khoang động cơ của nó. Động cơ trước này nó chỉ có 2.4 thôi. Đấy, tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ít. Máy dọc cầu sau các bác. Đây. Đầu răng của nó đây các bác nhá. À, không có đâm đụng tai nạn nặng các bác nhá. Đấy. Còn va quẹt một tí mõm này các bác này. Đấy. Đây. Bình ắc quy thì em mới thay bình ắc quy mới tinh rồi. Các bác nhá. Đấy. Đây. Máy dọc cầu sau, máy chỉ cần đề nhẹ cái là nổ thôi. Và sau đây em vào em nổ máy thử cho anh chị và các bạn xem. Rất là dễ nổ luôn các bác nhá. Cái dòng Toyota này nó gọi là lồi đồng cuối đá luôn. Đây. Em vẫn đang để lỗ máy các bác nhá. Để lỗ máy này. Máy lỗ êm đét luôn các bạn. Đấy. Máy lỗ cực êm. Máy lỗ cực êm luôn nhá. Máy lỗ cực chất luôn đấy. Máy lỗ này. Đó. Lỗ êm du luôn các bạn. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng coi nhá. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe trực tiếp cái mẫu xe Super Crown này thì hãy đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Đô Hải Dương.
hoặc liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975567089 hoặc là 0962567089 thì để được tư vấn trực tiếp về mẫu xe Superground này. Và sau đây em sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video lần sau nhé. Vâng, em chào các bác nhé.